Sài Gòn đã bước vào những ngày nắng nóng kỷ lục và vì vậy cả nhà mình quyết định là sẽ bay lên Đà Lạt. Đà Lạt có những ngày này thì mưa suốt rồi mọi người ơi, nhưng mà vì là mùa hè á nên là lúc nào cũng rất là đông. Bây giờ mình đang trên đường đi tới khách sạn. Khách sạn mà mình ở lại lần này sẽ có tên là Leverset. Khách sạn mới mở luôn. Điểm cộng đầu tiên khi bước vào đây á, đó là nhân viên ở đây ai cũng là trai xinh gái đẹp hết trơn á, lại còn nhiệt tình và dễ thương nữa. Giới thiệu với mọi người, đây là sảnh của khách sạn. Buổi sáng nắng sớm rọi vào rất là đẹp, không gian rất là ấm cúng. Phía bên cạnh quầy check-in sẽ là khu vực uống cà phê với cái không gian rất là vintage với một cái piano rất là lớn. Buổi sáng thì mình sẽ có bữa sáng buffet ở đây, ngày mai thì Vi sẽ quay bữa sáng ở đây cho mọi người xem thử. Tuy là lên video nhìn cái sảnh hơi tối vậy thôi, nhưng mà ở ngoài sử dụng đèn vàng nhìn rất là dễ chịu luôn. Mình đến Đà Lạt á mà không có biết coi thời tiết cho nên là đến vào những cái ngày mưa tầm tã luôn, mưa suốt một tháng này luôn á. Tuần này thì nhà mình sẽ ở lại Đà Lạt 3 ngày 2 đêm. Thì là nhà mình book phòng mà. Đây là mình book cho gia đình nữa cho nên là bên này sẽ là một phòng đôi, hai giường. Phòng đôi cho nên là view cũng không có gì đặc sắc đâu, nhưng mà đặc biệt là bên cạnh quán nướng nên cái mùi nướng nó rất là nồng luôn. Đây là tên thương hiệu của khách sạn luôn. Khách sạn này như Vinh nói có máy lạnh nha. Hồi xưa nhà mình làm cái villa hay là gì á thì mình sẽ có máy lạnh đâu. Đây là tên và địa chỉ khách sạn cho bạn nào mà muốn tới đây ở nha. Sau khi ở đây mấy ngày á thì Vi thấy rất là thích cái khách sạn này. Mặc dù cái view của nó không có đẹp hay là quá lãng mạn như những cái villa mà Vi ở cạnh Hồ Tuyền Lâm trước đây, nhưng mà đổi lại thì tháng này ở Đà Lạt đang mưa rất là nhiều. Mình ở ngay trung tâm thành phố, chỗ này chỉ cách chợ đêm có mấy phút à. Thì ở ngay trung tâm thành phố thì mưa gió như thế này mình chỉ cần xuống sảnh là có rất là nhiều nhà hàng quán ăn ở dưới luôn, rất là tiện. Bây giờ nhà mình sẽ nghỉ ngơi một chút và sau đó sẽ đi ăn tối.